tin mừng theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Chạnh lòng thương. Một cậu bé 4 tuổi đem đến cho mẹ Teresa Calcutta một chén đường và bảo: "Thưa mẹ, con đã nhịn ăn đường suốt một tuần nay. Xin mẹ hãy dùng ít đường này cho các trẻ mồ côi của mẹ." Đây quả là một cử chỉ anh hùng đối với cậu bé 4 tuổi. Em đã học biết yêu thương người khác đến độ hy sinh những gì mình có. Sau một ngày mệt nhọc rao giảng tin mừng, Đức Giêsu muốn cùng các môn đệ vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Chuyến đi của người và các môn đệ gặp nhiều trở ngại vì dân chúng luôn tìm mọi cách để đến với người. Trước tình thế đó, người chẳng những không xua đuổi mà còn chạnh lòng thương và ban ơn cho họ. Qua bài tin mừng hôm nay, Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta biết chạnh lòng thương với anh chị em đang sống xung quanh, đặc biệt là những người nghèo khổ và bất hạnh. Lạy Chúa, xin cho con biết chạnh lòng thương trước người thiếu thốn, người bị bỏ rơi, và xin cho con có được trái tim của Chúa, trái tim đầy ắp tình yêu. Amen.